nó lớp lớp năm nè bà con. Đó. Đó. Mày này tiện hết rồi chú ơi. Tiện hết rồi. Ai lớp trưởng? Ai lớp trưởng con hả? Dạ. À. À, cái thư thư ca chân vẽ khai cái miền hoa là khai về xuống à dương nơi sẽ nâng thư bán ta đo là đâu bàn thư bán nổi thư nâng át trần thư nâng phải át trần anh đi nâng á cái chúa là gì vô mà thư bán chú sài à mình chúa là kì với gì bên tai tiếng cười tiếng nói lạ dịu dàng mùi thơm giấy mới cho tôi hát lại tiếng hát lần mình trêu tiếng á như thuở mẹ dù rất yêu chi lần thay lại rồi giờ sâu ắt lần thay lại sao để ước mơ vào mây cao hồi sao thằng ấy về nơi mỗi bên nào cho tôi giữ lại khung trời mộng chiều về đuôi bướm trên đồng nâng niu hát đùa với dế nhỏ à. Trời mình nằm trên cỏ ấm lưu bom bón tha sẽ khổ mà sẽ bắn cả lấy đá nó là đùa lòng nghe vẫn vương thơ tôi viết ngoài cho tình mộng để hát cho người yêu ủi sợi sợi tăng trăm tư mình chỉ nói nhé cho tôi lại từ đầu cho tôi lại từ đầu để được vòng được thương được nhớ cho tôi lòng thật thà trên môi đời nghiệt ngã bơm miên cầm lắng thư chắc cả thư thật nắm với cho tôi nói lại tiếng tình đầu một chiều à dương ắt phải tới thân om với á à sẽ nếu mà tha thứ đã ra cái lỗ nè nụ hoa mới hé cho tôi nhớ lại hương tóc mềm do chiều thả hương ấm vai đêm mơ thấy tình đi nhẹ nhẹ mà nhớ em ngày xa xa ngày ấy đâu rồi ngày ấy đâu rồi cho tôi tìm lại một ngày âu thơ cho tôi tìm lại cho tôi một ngày ngày ấy đâu rồi ngày ấy đâu rồi cho tôi tìm lại một ngày âu thơ những câu chuyện cô mẹ kể năm nào ngày ấy đâu rồi ngày ấy đâu rồi cho tôi tìm lại một ngày âu thơ cho tôi tìm lại cho tôi một ngày ngày ấy đâu rồi ngày ấy đâu rồi cho tôi tìm lại một ngày âu thơ cây hoa phượng nó nở rồi nè thấy không đó cây hoa phượng ở trước trường cũng nở hoa nè trường trung học cơ sở núi tô
cho tôi bước lại con đường làng ngày đầu cặp sách đến trường, bên tai tiếng cười tiếng nói lạ dịu dàng cuộc giây mới, cho tôi hát lại tiếng hát đầu như thời mẹ. Cái này đường cây thúc nốt à, hai bên đường là cây thúc nốt không? Cái làng này hình như là tên là làng Krang Dung. Ở trên đồng nó có mấy cái gò, rồi từ từ nó thành cái làng, người ta vô người ta ở riết cái thành cái làng. Thứ ấy luôn. Mấy hôm mưa nước mình mong ấy. Rồi lấy bia. À? Nhậu hả? Hello mọi người, mình là Limited. Nè, nét đẹp quê hương. Dạ. Rồi giờ đăng ký liền luôn. Con sẽ đăng ký. Nét đẹp quê hương. Nhậu với cái gì vậy? Liên quan gì? Mới thi xong hả? À. Vô tụ không? Đi thi không? Thi mà có vô chúng tụ. Lớp mấy? 12 hả? 9 hả? Nó lớp 5 rồi bà con. À. À. Rồi, chú ơi. Rồi. Rồi. Ai lớp trưởng? Ai lớp trưởng con hả? À, nhỏ này lớp trưởng mà nó lớp mới có lớp 5 mà bà con. Dạ. Con này lớp anh ấy còn muốn vô ca ba nó với tha lớp 5 ngó anh. Vui vô hả? Nghỉ chưa? Thi xong rồi nghỉ hay sao? Hai tuần nữa là nghỉ hè đó ha. À. Vui quá gì ta, phát vẫn là món á, cùng vẫn bấy đại đi nâng món này. À, tụi con ở đây luôn hả sao? Nhà bên đó hả? À, lấy nước hai căn đuống mình á. À. Cái này là sớm càng đông nè mua à mua này là camera si camera nè đúng rồi chạy camera kia nè thấy
sấy sát, sấy sát chương kia nở phùm đúng không phải? Hả? Ừ. Ờ, sát đó uột kìa, ta sát uống ta nguyên đi còn chẳng. Hả? Ngày... chút tối chú về chú làm rồi mới la, mới đưa lên coi. Tụi con vô, vô. À, vô nét đẹp hương á, con coi cái ngày này nè. Tại vì nhiều lắm, nhiều khi coi không biết cái clip nào á, thì coi cái ngày hôm nay nè. Nè, à, ải, ải chuốt á, cái hộ. Cái hộ là không ai, không ai miền chết rồi. Ê, ăn đằng này đằng á. Mấy đứa nó thi xong rồi tụi nó lại đây liên quan. À, ở quê có mấy cái cầu như thế đã không? Mấy cái mương nước cái trên núi nó chảy xuống nè. À, yên mỗi phố về đây. À, yên mỗi phố về đây. Lớp mấy? 12 hả? 9 hả? Máy này mua nhiêu? 5 triệu GoPro 7. Xin chào các bạn ấy mà. Hello, xin chào tất cả các bạn mà đến clip đẹp, đẹp chi tâm. Mấy đứa nó bữa nay nó thi xong rồi nó liên quan á. À. Hãy tiết giúp mơ khơi nha. Mấy đứa học sinh lớp 9 tụi nó bữa nay tụi nó thi xong á, tụi nó tụ tập lại nó vui chơi. Cái đường này lại chạy ngang đồng ở đây, chạy xuống dưới kinh 16 luôn. Ở làng quê có mấy cái cầu người ta ấy bằng tre tầm dông.